Tuyên án 4 nghi phạm đánh bom phi trường tại Mạc Tư Khoa, tên từ Mạc Tư Khoa. Một tòa án Nga đã tuyên án 4 bị cáo có liên hệ trong vụ đánh bom phi trường Domodedovo cách nay gần 3 năm, làm 37 người chết. 3 bị cáo đã bị tuyên án tù chung thân, 1 bị cáo bị tuyên án 10 năm tù. Một thủ lĩnh dân quân Chechen tuyên bố, ông đã ra lệnh thực hiện vụ tấn công ngày 24 tháng Giêng năm 2011 và kêu gọi dân quân Hồi giáo vùng Bắc Caucasus tấn công Thế vận hội Olympic mùa đông ở Sochi. Tòa án đã không tuyên án tù chung thân cho bị cáo Ahmed Yevloyev vì đương sự còn ở tuổi vị thành niên. Các thẩm phán công tố buộc tội các đương sự đã giúp đưa tên đánh bom tự sát đi từ vùng Ingushetia tới Mạc Tư Khoa, cung cấp nơi ở, thuốc nổ và phương tiện giao thông. Luật sư biện hộ cho các bị cáo nói rằng thân chủ của ông ta là những người vô tội. Tổng thống Vladimir Putin đã đưa quân tới Chechnya để dẹp tàn cuộc nổi dậy của dân quân Hồi giáo đòi ly khai trong năm 1999. Nhưng vùng Bắc Caucasus vẫn còn bạo động hàng ngày từ khi ông ta lên làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 3. Ông Umarov là một trong những thủ lãnh loạn quân Hồi giáo đã kêu gọi dân quân dùng hết khả năng để tấn công Olympic mùa đông Sochi.